Chào các bác anh chị em. Hôm nay thì máy em mới làm xong một bộ cano 49 mẫu dạng nam, máy 3T68, chuẩn bị mình hạ thủy nè. Ba tám tám là dạng 3T68 nè, máy vừa làm xong nè, tẩy chúng test thử. Sao là toàn bộ thì nắp 3T4 cho anh nè. Bộ này em báo giá cho anh em luôn ha, 28 triệu. Có bên đề đầy đủ nha. Có gì đây là 28 triệu anh nè. Bên đề đầy đủ nha. 3T68 là dạng 3T68. Bán như đây là 28 ha. Còn anh em nào muốn phát sinh thêm mui hay là này nọ thì cái đó thì cộng thêm anh em. Để em test thử anh em tham khảo thôi. Mẫu dạng nam nè, 49 mẫu dạng nam.